Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem cái cây đuôi cong xanh. Đây cả nhà xem nha. Đây là đuôi cong xanh của mình nè. Nhiều giống đuôi cong xanh rất là nhiều luôn. Và đây là đuôi cong đỏ nè. Chắc này là những cái đuôi cong này sẽ tớp lại. Đây, và đây là đuôi cong đỏ và đuôi cong xanh là mình chen với nhau trồng đó, hai loại này chung với nhau đây. Này. Xanh và đỏ là nó sẽ đi chung. Chung thành một chậu chung với nhau nè mọi người. Thấy không? Xanh và đỏ nè, lá này bị héo rồi nè. Rất là tốt luôn mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người về cái cây đuôi cong này nha. Đuôi cong này thì nó có cái màu xanh rất là đẹp và màu đỏ. Màu xanh viền. Viền của nó là viền trắng. Còn bên đây nó cũng là một viền đỏ luôn. Viền đỏ đỏ, viền hồng hồng. Này là mình trồng, tự tay mình trồng được nhiêu đây nha mọi người. Này giới thiệu cho mọi người xem ha. Này. Rồi hôm sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái giống cây khác nha. Chào tạm biệt mọi người.